Rừng hoa Brazil, tam giác quỷ Bermuda của Romania. Được cho là pháo đài Dracula hay tam giác quỷ Bermuda của Romania, khu rừng hoa Brazil với diện tích khoảng 250 ha là khu rừng nổi tiếng trên thế giới bởi mang trong mình những biểu hiện kỳ lạ cùng bí ẩn rùng rợn mà bất kỳ ai khi bước vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh sáng bí ẩn xuất hiện, những chiếc cây mọc kỳ quái cùng cảm giác dựng tóc gáy là những mô tả về khu rừng bí ẩn Hoa Brazil này. Vậy hôm nay, hãy cùng tìm hiểu với ký sinh não qua video nhé! Nằm rìa thành phố Cluj-Napoca, vùng Transylvania, Romania, khu rừng Hoa Brazil nổi tiếng thế giới lần đầu tiên khoảng năm 1960 khi nhà sinh học Alexandru Schiff phát hiện một vật thể lạ có hình dạng giống chiếc đĩa bay bay trên bầu trời gần khu vực rừng trong lúc ông đi thực hiện nghiên cứu. Vào tháng 8 năm 1968, một kỹ sư quân sự có tên là Emil Barnea cũng đã ghi lại được bức hình về chiếc đĩa bay tại khu rừng Hoa Brazil. Bức ảnh về vật thể lạ của ông trở thành đề tài nóng hổi của những người săn lùng đĩa bay ngoài trái đất. Bí ẩn của khu rừng Hoa Brazil còn nằm ở sự xuất hiện của những quả cầu ánh sáng ngay trên nền khu vực tăm tối nhất. Thứ ánh sáng này đã khiến cho các thiết bị đèn chiếu sáng hay máy dò nhiệt trở nên vô hiệu hóa. Không dừng lại ở đó, Hoa Brazil còn được nhiều người biết đến với danh hiệu là tam giác quỷ Bermuda ở Romania. Sở dĩ khu rừng này được gọi với cái tên như vậy bởi có không ít những câu chuyện kỳ bí liên quan đến sự mất tích bí ẩn hay cảm giác sợ hãi, bất an mỗi khi du khách bước chân vào Hoa Brazil. Người dân địa phương nơi đây còn kể lại rằng ngày xưa có một người chăn cừu đã lùa 200 chú cừu vào rừng, nhưng sau đó cả người và cừu đều không thấy trở về. Hay như có nhiều du khách liều lĩnh tới thăm khu rừng Hoa Brazil đều ra về trong sự sợ hãi và thổ lộ. Họ cảm thấy bị buồn nôn, chóng mặt, cơ thể phát ban một cách bí ẩn, thậm chí còn bị chảy xước và bỏng mà không biết lý do. Người khác lại cho rằng khi bước chân vào khu rừng, họ không nhớ những điều gì đã xảy ra như có một thế lực siêu nhiên nào đó điều khiển họ. Chưa hết, khu rừng Hoa Brazil còn ẩn chứa những loài cây với dáng vẻ thân kỳ dị. Cụ thể, những chiếc cây này có phần gốc uốn cong một góc 90 độ và vươn thẳng lên trời. Với dáng vẻ kỳ dị đó, cùng lời đồn đại nhiều người nghe thấy tiếng người nói vọng ra, hay màn sương bỗng nhiên trở nên dày đặc xuất hiện lúc chạng vạng ở khu rừng cây mà không ít người cho rằng những cái cây với thân hình kỳ lạ này là nơi lưu giữ linh hồn của những người đã khuất. Truyền thuyết bí ẩn về khu rừng càng được đẩy lên cao khi Hoa Brazil sở hữu một bãi đất trống nằm ở giữa khu rừng. Nhiều người đồn thổi rằng có lẽ khu đất đó ẩn chứa một điều thần bí nào đó nên cây cối mới không thể mọc được lên như vậy. Vào thập niên 70, nhà sinh học Alexandru Schiff cùng đồng nghiệp đã quay trở lại đây và nghiên cứu về vấn đề này. Ông cho biết những quả cầu ánh sáng không phải điều gì huyền bí, nhưng khoa học hiện nay vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích thực sự đầy đủ rằng loại ánh sáng kia thực chất là gì. Theo ông, những loài cây có hình dạng kỳ lạ như vậy cũng xuất hiện ở vùng Krifino, phía tây bắc Ba Lan. Do đó, ông cho rằng đây là tác phẩm do con người xưa tạo nên với mục đích cụ thể. Tuy nhiên, mục đích đó là gì thì ông chưa khám phá ra được. Ước tính rằng, khi những cây này phát triển được 7 đến 10 năm, thì đã bị một vật gì đó đè lên mới khiến chúng phát triển theo hình dạng kỳ dị như vậy. Không chỉ Schiff, rất nhiều nhà khoa học từ Anh, Pháp, Mỹ đã bị cuốn hút bởi truyền thuyết bí ẩn của khu rừng. Họ đã đến và tìm hiểu khu rừng, tuy nhiên, bí ẩn về Hoa Brazil vẫn khiến các nhà khoa học phải đau đầu suy nghĩ. Sau khi ông Schiff mất vào năm 1993, đồng nghiệp của Schiff, giáo sư khoa học Adrian Patrick thuộc Đại học Bolliai đã thu thập tất cả tài liệu kiếm tìm được để in ấn cuốn sách Phenomenale de la Perdue Hoa Brazil. Ấn phẩm uy tín như tạp chí Travel and Leisure hay BBC cũng đã từng làm phóng sự về khu rừng thú vị và bí ẩn nhất hành tinh này. Chính bởi sự kỳ bí đó mà Hoa Brazil thu hút khách du lịch tới thăm và trải nghiệm. Cho đến nay, lời giải thực sự về khu rừng ma ám Hoa Brazil này vẫn còn là một bí ẩn còn bỏ ngỏ. Một vòng tròn bí ẩn còn xuất hiện ở trung tâm khu rừng. Ở đó không có bất kỳ cái cây nào mọc lên được. Các mẫu đất và xét nghiệm phóng xạ đã được thực hiện trong vòng tròn. Tất cả đều mang lại kết quả tương tự như phần còn lại của khu rừng. Cây cối bên ngoài vòng tròn phát triển theo hình dáng kỳ lạ cũng giúp khu rừng này càng trở nên nổi tiếng.
Một số người tin rằng khu rừng bị ám bởi linh hồn của những người nông dân đã bị sát hại từ đó cách đây rất lâu. Khu rừng lưu giữ rất nhiều dấu tích lịch sử vì có những bằng chứng cho thấy từng có một nhóm người định cư ở đó từ thời kỳ đồ đá mới. Vậy các bạn có cảm nghĩ sao về khu rừng này? Liệu các bạn có dám thử một lần ghé tới nơi đây hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký kênh YouTube của Ký Sinh Não để cùng tiếp tục theo dõi những video thú vị tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.